Xin chào quý cô bác anh chị nha, và mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo của Trung. Lời đầu tiên cho Trung xin được gửi lời chúc đến toàn thể mọi người luôn vui vẻ, mạnh khỏe và luôn gặp nhiều may mắn. Chiều hôm qua ở trên Hà Giang trời mưa rất là to. Hôm nay trời tạnh rồi, trời đang bắt đầu nắng ấy. Anh chào anh Lung nhá. Chung. Ừ. Đang chuẩn bị đi đâu anh? Mình đi chở về bên ngày về cho nó đủ xe cảng. Chuẩn bị hết gạch rồi à? Mai kia mấy nhờ anh. Ngày mai nếu mà trời tạnh thì anh nhờ anh em đi. Vâng. Bây giờ chờ tạm về cho nó đủ xe một ngày. Ừ. Bên này còn ít một tí. Để chiều nay em đi em bốc gạch xong là chở xi lên luôn. Cái xi sắp hết rồi kìa. Nhá. Này, anh mang thịt rồi cất đi. Em vừa mua 1 cân ấy, bởi vì nhà anh cũng không có tủ lạnh. Vừa rồi cô giấu tên ấy, cô ấy có gửi cho em 1 triệu cho gia đình nhà anh ấy. Đấy, lúc nào mà thợ bước vào là xây dựng ấy, là bắt đầu là mua thức ăn cho anh em thợ. Mà nhà của anh Lung thì không có tủ lạnh, thì mỗi lần Trung mua thì tầm khoảng 1 cân thôi mọi người ạ. Đấy, cho anh ấy có thịt để xào với lại rau. Em chào anh Báo nhá. Xin chào em Sinh. Mới qua ngủ đây là về em? Em tôi qua tưởng hôm nay mưa em về. Chiều hôm qua mưa to lắm. Hôm qua mưa to em còn nghĩ là tưởng hôm nay mưa đấy thì không làm được. Hôm nay trời quang mây tạnh rồi. Đấy. Mà hôm nay mát hơn nhiều nhỉ em nhỉ? Hôm qua trời mưa, hôm nay dịu hơn nhiều mà. Không nắng như mấy hôm trước. Chào anh chào em Lư nhá. Hôm nay sáng giúp anh Lung mà. Ở gần đây có anh Báo ấy. Anh ấy giúp rất là nhiệt tình, nhà của anh Lung. Giờ là thu hồi góc ấy nhỉ, em nhỉ. Bắt góc ấy. Bắt góc xong là bắt đầu xay là nhanh rồi. Hôm nay có thấy Minh Vi Vu lên đây không? Chưa thấy lên đây à? Ôi giời, sáng sớm đã đi đến nhà anh rồi. Sợ thật đấy. Minh hay đi làm sớm lắm nhỉ? Minh dậy sớm lắm. Mà đi nhà anh bây giờ anh không cho gì nữa rồi, bởi vì là cho nhiều thì quen mà. Cứ sáng sớm là xuống nhà rồi là mình bây giờ là nó khó lắm. Cho nó ở nhà, nó có bao giờ nó ở nhà đâu. Đấy anh Lục ơi, anh thử xem nếu mà bỏ được thì làm một cái cửa sổ ở buồng thì nó hợp lý hơn anh ạ. Còn bây giờ ở bên kia 1 cửa rồi. Đấy, bên kia 1 cửa rồi. Lại ở bên này cũng có 1 cửa chính rồi. Lại ở bên này có 1 cửa nữa. Mà cửa buồng nữa là không hợp lý cho lắm. Đấy, cho nên là chung là để ở bên này là 1 cái cửa sổ thay vì cái cửa chính đó. Tối hôm qua cũng có rất là nhiều của bác cũng góp ý là như vậy. Nếu mà ngày mai nhờ người ấy thì anh xem chỗ nào đất xung quanh đây này. Xong là anh nhờ mọi người luôn đi. Đấy, chuyển gạch xong là anh bắt đầu là cho đất vào nền nhá. Nền của nhà anh ấy cứ cho cao lên đi, cho nó đẹp, cho nó thoáng. Nền của nhà anh vẫn còn thấp quá. Bởi vì xây gạch nằm này anh cứ cho đất nhiều vào không thành vấn đề gì cả. Mai xây bậc xuống rồi nó nhìn nó đẹp. Xin công nhận không? Đất ở gần nhà này có nhiều mà đây. Ở góc bên kia còn chưa lấy chút nào. Cần thiết cho 2 xe ô tô nữa lên cơ mà. Anh Táo nhỉ? Làm nhà làm cao lên. Mưa gió đỡ hắt vào, xong với lại đỡ ngập, với lại nhìn nó đẹp. Anh công trình dưới kia đang đổ mái, đang nghỉ à anh? Cún vừa rồi bị tay bị cái gì kìa, dị ứng kia khỏi cho anh.
Vẫn chưa khỏi à? Hôm nào đi mua thuốc. Ờ. Vâng. Trên nhà anh Lử làm xong chưa? Em Lử. À, nhà anh Lử là xong đấy. À, nhà anh Lử là xong rồi à? Xong rồi. Ừ, thế bây giờ bắt đầu lại chuẩn bị đi làm ở đâu tiêm? Ừ. Thế thời gian này chưa đi tìm được ở đâu thì mấy anh em về giúp anh Lung nhá. Dạo này anh báo nhanh nhẹn đấy, với vợ đi chợ sớm lắm, sáng sớm đã thấy qua nhà rồi. Anh báo nhanh nhẹn đấy. Ừ. Con mắm muối nữa để bán mấy để lấy mắm muối ăn đi kiếm cái tiền lấy mắm muối. Cái này mạch nó hẹp quá, cho mạch nó rộng ra một tí em ạ. Vâng. Từ cái này là hẹp, nó dồn một tí. Ừ đấy. Bà Lúng cá với bà Lúng buông chỗ nào cũng vậy nhỉ, có rất là nhiều người tên Báo nhỉ. Trời bắt đầu nắng rồi anh. Trời nắng bắt đầu nóng rồi đấy. Hôm qua lúc anh chở vật liệu lên Khâu Mèng kia trời nóng lắm, nắng hôm nay sáng nay ốm ấy. Sáng vừa uống thuốc xong. Hôm qua chỉ làm một tí xong này muốn đi nấp rồi. Bởi vì lúc mưa ấy. Anh chở lên gần đến nơi thì trời lại mưa ấy, nóng gặp lạnh ấy. Đấy, cho nên là về nhà là bị sốt từ đêm qua luôn. Đấy, hôm nay cũng có chuyến lên trên đấy mà hôm nay mệt quá phải nghỉ trước ấy. Nên em để một cái cửa sổ ở đây nhé. Còn bên này vẫn để một cái cửa sổ phòng bên này nữa. Bên này là cửa chính ở đây. Đấy, một cửa sổ bên kia nữa. Đấy. Còn bên kia là một cửa xuống bếp. Đấy. Nhà có nhiều cửa sổ một chút thì nó thoáng. Em xin ạ. Nhiều thì gió luồng vào nó mát hơn. Khoáng ấy, mát hơn. Còn làm nhà mà không có cửa sổ thì úi dồi, ỏi lắm. Ôi, với lại bí lắm. Đi Tân Sơn em cái nhà trên kia vừa rồi, cái nhà em vừa làm xong cái hai cái phòng vẫn ngang như này, không có một cái cửa sổ nào, cửa sổ không có. Không cửa sổ nào luôn. Ở trên đấy, bây giờ em xuống ở nhà bố của Payhou ở dưới này này. Đấy, chỗ nhà mái xanh tôn kìa. Nhà mỗi một cái cửa sổ ấy, không có cửa sổ hay sao ấy. Bây giờ hai nhà đấy bây giờ đang kêu không ngủ được trong phòng. Không ngủ được đâu, không có cửa sổ làm sao ngủ được. Như bây giờ nhá, hai cái phòng ngủ ở đây mà không có cửa sổ ấy thì làm sao mà ở được. Đấy là thời tiết này nóng như vậy. Nó xách chiếu ra ở giữa nhà ngủ. Đấy thì được cái tiện là mùa đông nhỉ, thì ấm, nhưng mà mùa hè thì làm sao mà ở được. Xây này là không tốn bao nhiêu rồi nhà anh Báo nhỉ? Vâng. Mỗi lần chỉ có đảo tầm một bao một thôi. Bao một hơn 2 bao. Ui dồi, chỗ này vẫn còn nhiều này anh. Này không chắc là chuyển đi gần hết tháng trộn thôi. Trộn luôn à? Làm đến 11 giờ cơ. Bây giờ đang có hơn 9 giờ. 2 tiếng cứ thoải mái nhỉ anh à. Công trình nối tiếp những công trình. Đấy, vợ của anh Lung chắc đang đi làm.
cái gì đây? À, tiết. Đấy, đèn nén này. Vàng ống. Thời tiết cứ thuận lợi như vậy thì chắc là xây như này chắc cũng nhanh thôi. Xây lên thu hồi rồi đo chuẩn bị sắt với lại tôn nữa, làm mái, làm cửa sổ. Nhà em Lư này làm được mấy năm đấy, nhà em Lư nhỉ? Em làm từ năm 2019. Năm chưa có dịch. Đấy, làm nhà xong là bắt đầu dịch đúng không? Bắt đầu dịch. Lúc em làm nhà kia vật liệu nó không rẻ. Đúng rồi. Một khối cắt của nó 80-90 nghìn tại bãi thôi. Đợt đấy là anh chở vật liệu lên cho nhà em đấy. Vâng, đúng không? Đấy. Chở lên được vài chuyến. Bây giờ là đắt như cái gì? Cát là 270 cả nhà. Đấy, trước là năm 2019 ấy, chưa có dịch. Đấy. Đầu năm 2019 ấy là cát chỉ có là dưới 100.000 thôi. Bây giờ là gần gấp 3 lần. Đấy. Đắt hơn gấp 3 lần. À, thiết kế như này chở được nhiều nhỉ anh nhỉ? À, nhưng mà cái xe này giả sợ yếu quá, bây giờ chở nó lại quá. Từng này nặng lắm anh ạ. À, hơn một, cái này hơn một tạ quá. Rồi. Trung bình mỗi viên 5 cân, nếu mà ẩm thì 5 cân dưới. Chính ra móng của anh Lùng này chắc là xay gạch nghiêng là cũng thoải mái mà anh. Mà nếu mà xây được gạch nằm thì nó tốn hơn, nhưng mà nó lại chắc hơn, dày hơn. Qua mưa mà phát cái chỗ kia, cái mưa kia chảy. Trời mưa to quá. Đấy, anh chuẩn bị cái bạt sắn đi anh Lùng ạ. Cứ trời mưa là mình không xử lý che kịp thì mình có cái bạt ở đây mình che vẫn là được. Chị sáng nay đi làm mà anh? Chị đi hái rau à? Đi lên nương à? Cún này phải không? Xem nào, tay nào, khỏi chưa? Ây dồi, tay vẫn chưa khỏi đâu. Ui dồi, anh Báo nó bị nhiều thế này anh ơi. Cái này uống bằng thuốc để hay lấy thuốc về nó mới đỡ một tí. Lọc tha này. Này, cuốn này. Cuốn này là có cái vòng gì đấy? Vòng gì đấy? Thuốc à? Đang bị ốm à? Thấy không? Hay là vốn đeo như thế thôi. Đấy, dao này để này nguy hiểm lắm ấy. Đấy, em Lư với mọi người xây ở đây vừa được nghe tiếng suối. Tiếng suối trong ấy. Như tiếng hát này này. Dọc rách cả ngày. Rất là đi vào lòng người nhá. Đấy. Làm không biết mệt mỏi. Anh Lùng nhá. Gọi nhà anh là biệt thự khe suối nhỉ. Biệt thự khe suối.
xây rất là nhanh cả nhà, đã bắt chóc hết rồi, bây giờ chỉ việc xây lên thôi. Xung quanh nhà anh Lùng này có hoa rất là đẹp ấy. Đấy. Có cây sung rất là tốt này. Cảnh ở đây rất là đẹp, rất là trong xanh, không khí trong lành. Bên cạnh nhà anh Lùng là khe suối này, nước chảy quanh năm. Bị sao ấy hạ cánh à anh? Ôi trời, ít thôi anh ạ. Anh chở mỗi lần 40 viên kể ra trên 2 tạ rồi. Một viên là 50 cân. Đấy. Thì 40 viên thì nó lại thành 2 tạ. 2 tạ này, gạch này ẩm này nó còn hơn đấy. Đấy cái chỗ này với cái chính tỏ tay lái của anh Lùng này cũng tay lái mùa xuân ghê nhỉ. Ôi chỗ này anh kê anh dắt xe ra để cho em kê chỗ này lại đi. Chỗ này nguy hiểm lắm, rẽ lên này nó bật phát ngang ra này nguy hiểm lắm. Kê kéo. Chở mỗi lần tầm khoảng 25 viên được rồi, 20-25 viên được rồi anh ạ, tầm tạ thôi. Những cái chỗ kia, chỗ trông qua cái chỗ này vậy, hay trong cái chỗ kia một tí lại chụp chân, cái chỗ kia nó thấp xuống phá lại. Chỗ này nguy hiểm lắm ấy, bậc này cũng cao mà. Mà cái ván này, gạch như này nó hay bị nghiêng mấp mô ấy. Đính nước kìa. Chỗ này cần một tấm ở bên ngoài nữa không anh? Chân dưới này cái gì về kê chân dưới này cho cát vào cũng được, cho nó nâng lên. Ừ, đúng rồi, xếp lên ở bên cạnh này luôn. Chỗ này xếp cao đến lúc mình chống chân còn được ấy. Bé Lộc đi đâu ấy? Ở đây á? Vừa lên đây chơi à? Ừ. Ôi,
đi dép vào nhá. Cả cún này nữa, đi dép vào đi. Không có dép. Ui, không có dép á. Này, nó tha này. Đấy. Cún này lấy được rồi nhá. Ừ. Đi dép vào đây. Bé Lộc ạ, à, không đi dép á? À? Nóng. Nóng á? À? Đấy, đầu ấy, không đội mũ ấy. Thế mũ của bé Lộc đâu? Ông à. Ở nhà. Vâng. Ừ. Ngoan nhỉ, bé Lộc này. Đấy, vào nhà đi, ngồi quạt kìa cho nó mát đi. Đi về nhà luôn à? Không chơi với lại bạn này nữa à? Cuốn đi vào nhà ngồi, cuốn nóng quá. Đấy, ít nữa à. Xây một cái cột ở đây. Như là bỏ cột ở dưới này. Cho phòng khách này rộng, thoải mái. Em lừ năm nay nữa là xây được mấy năm rồi? Em ấy. Em á? Ừ. Xây được năm nay 2022 nhỉ? Năm nay nữa là được 3 năm rồi. Được 3 năm rồi. Ui, chưa. Được bằng gì chưa? Chưa có bằng cấp gì. Chưa được anh Lộc Phú Hồ trao bằng cho à? Chưa. Chưa được. Này là trước đi lính là được huy chương ấy. Còn bây giờ xây nghề phụ hồ này là được bằng mà. Chuyến này đi bao nhiêu viên anh? Chắc tầm khoảng 35-40 viên, bây giờ đi 35 viên thôi. Không đi nhiều. Đi thôi. 35-30 viên là bây giờ. Thế xe này bị gãy phanh à? Là bị sao đấy? Bị gãy phanh rồi à? Chiều phải đi thè. Nó nổ kia đi hàng một lần. Đừng thê nhưng mà vẫn lắm rồi. Cái hàng vẫn chắc mà. Bây giờ mình còn lấy lại. Một cái là 300 mấy đấy, 300 Chiến 320 cái loại này. Biết đấy. Phanh là má phanh là gì? Phanh chiến má trên bàn đấy. Anh hỏi ông lông hay ông gì chứ chân bảo là 300 mấy đấy. Chở mất lần ít một thôi anh ạ, đi lại nó dễ hơn. Đấy, đi nhẹ. Chở nhiều cái này xe hỏng nhanh lắm. Ừ. Làm hôm nay mai kia nhờ anh em chạy mà. Hôm nay buổi đến nó đang làm còn ít. Bên đây, bên kia con mà. Bên kia chưa? Ừ. Ừ. Thế mọi người làm nhá, em đi về đây. Anh Lùng nhá. Ừ, mọi người làm đi, em đi về mua thuốc uống đấy. Ừ, em đau đầu quá. Em chắc đi về luôn thôi. Trời nắng. Ừ. Anh cảm ơn em. Chiều hôm qua bị dính mưa. Cho nên là hôm nay ốm ngay. Chiều em bốc hàng xong là chiều em lên được thì lên, còn không thì sáng mai em chở cả xi cả gạch lên nhá, anh Lùng nhá. Ừ. Cái xi này thoải mái đủ làm ngày hôm nay nữa, ngày mai nữa. Gạch thì sắp hết rồi, phải chuyển dưới kia lên. Sắp hết rồi. Ừ. Đủ ngày hôm nay nữa. Mai là không có. Nhìn xây gạch nằm thì nó tốn lắm. Với lại nó xây nhanh. Xây gạch nghiêng thì chắc lên cao ấy nhỉ em nhỉ. Vâng, nhưng mà gạch nghiêng thì không dám lên nhiều. Ừ, đúng rồi. Gạch nghiêng thì không dám lên nhiều. Gạch nghiêng thì vừa xây lại vừa phải đợi ấy. Làm một lúc nữa chắc là cũng nghỉ được rồi nhỉ. Ừ. Chiều làm tiếp. Trời nắng quá.
nhà của anh Lung ấy, xây lên thì nhìn rất là đẹp, rất là rộng. Ngày mai anh Lung nhờ anh em về chuyển gạch xong cuốc đất ở đằng sau kia để cho vào nền này, tốn nền lên cao. Ở bên này là chung không làm cửa nữa nhé mọi người nhé, chung bàn với lại anh Lung lại rồi, làm cửa sổ ở phòng thôi. Làm cửa bên này, một cửa bên kia, một cửa dưới nhà bếp kia nữa, là nó cửa bên này nó không được đẹp cho lắm. Hôm qua chung cũng thấy mọi người cô bác gọi và nhắn tin góp ý cùng chung thôi. Mà chung thì cũng không biết rằng người dân tộc Hơ Mông, mỗi dân tộc mỗi khác ấy, cho nên là chung cũng phải bàn lại cùng với gia đình như nào, không tự một mình quyết định được, phải được sự nhất trí của cả bên nhánh Lung nữa, cả bên anh em nữa thì chung mới quyết định được. Phanh này còn đi được không anh? Đi tạm thôi, không, không phanh được thì đi ít thôi anh ạ. Đi nhiều nguy hiểm lắm. Ngọn đu đủ rất là tốt. Cứ nắng mưa xanh mơn mởn. Đấy, quả nào sắp chín này. Chúng cũng chuẩn bị đi về thôi. Trời rất là nắng. Chúng lại đang bị nghẹt mũi rồi, đau đầu rồi. Sắp ốm rồi. Chúng về bột thuốc. Buổi chiều khỏi thì lại tiếp tục lên bản chở vật liệu. Chúng cũng xin được kết thúc video của chúng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý cô bác anh chị ở những video tiếp theo.